Kính bạch sư, xưa con muốn hỏi cách nào để củng cố niềm tin của mình với tam bảo và nghiệp, ngoài cách học giáo lý vì con có tham gia các lớp giáo lý của sư. Con xem nhiều video vấn đáp của sư lắm, con mới thấy mình quá may mắn khi được sinh ra làm thân người và theo Phật pháp và có một cha lành là Thế Tôn, nhưng mà con thấy sao mình may mắn quá nên con cũng nghi ngờ là liệu vậy có đúng hay không. Con hiểu nghiệp và quả của nghiệp, nhân quả luân hồi, nhưng có điều niềm tin của con không vững mạnh thôi sư. Mà sư ơi, không có niềm tin nhân quả có phải là nghiệp không? Vì nếu con tích cực làm phước mà không tin sâu nhân quả, phước trổ cũng không lớn lao như sư nói trong vấn đáp. Con cảm ơn sư nhiều. Lời khuyên của sư á là chúng ta nên thực hành, đi sâu vào trong pháp hành. Quý vị thực hành đi, rồi thì quý vị tự nhiên sẽ có niềm tin. Tại sao? Bởi vì ấy, những cái mà mình học ấy, nó thực chứng, nó được chứng thực, mình thấy rõ nó là như vậy. Cho nên là đối với các sư ấy, thì các phải nói có hai chuyện là các sư tin nhất. Sư không biết có ai tin như các sư không, chứ theo các sư tin nhất, thứ nhất là các sư tin vào nghiệp và quả của nghiệp, rất tin. Có những chuyện mà phải nói chỉ có thể giải thích nghiệp nó như thế thôi, chứ còn không thể nào giải thích bằng cái lý do khác được. Mình chỉ nhìn là mình tin rõ nghiệp nó là như vậy. Vậy phải nói là trong kinh nói như thế nào, bây giờ mình thấy tận mắt, mình thấy y chang như thế. Chỉ có thể là nghiệp và quả của nghiệp. Cái thứ hai là tin vào các hàng phi nhân như là chư thiên. Phải nói là các sư là tin chư thiên dữ lắm. Quý vị nói mấy sư mê tín. Xin thưa là đó không phải mê tín. Mê tín là mình tin cái không có thật, còn ở đây là có thật. Và bản thân các sư là đã nghiệm chứng những sự việc này nó rất nhiều và rất là phi thường. Cho nên là các sư phải nói là tin vào nghiệp và tin vào các cảnh giới siêu hình thì các sư tin. Nhưng các sư tin mà các sư vẫn lý trí, chứ không phải là bây giờ người ta cứ vô nói sư ơi con bị vong nhập là sư cứ hú hòa, là không có vụ đó. À không có. Cho nên là lời khuyên của sư á là hãy đi vào trải nghiệm thực hành pháp đó. Thì quý vị sẽ có niềm tin, bởi vì khi đó đó cái quý vị thấy là quý vị sẽ trải nghiệm chứng nghiệm trực tiếp cái mà xưa giờ chúng ta đọc. Chứ còn quý vị chỉ nghe vấn đáp không thôi thì đâu có thấy gì đâu. Đi tu đi nha, đi trải nghiệm đi, rồi quý vị sẽ thấy là nó màu nhiệm như thế nào ha. Và xin Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì riêng câu trả lời Đức Hành Tại sư hoàn toàn đồng ý nhất ở một cái quan điểm. Đại Đức Hành Tại có nói là ở đây có nói là cái gì? Cách nào để củng cố niềm tin mình với tam bảo và nghiệp? Đó. Thì Đức Hành Tại có nói đó, hãy thực hành đi. Thực sự đúng thưa quý vị. Đúng, thực sự rất là đúng luôn, hãy thực hành đi. Bởi vì sao? Bởi vì á, nếu quý vị mà cứ quý sư á, cứ nghĩa là quý sư là khuyến khích quý vị, khuyến khích quý vị rồi đưa cho quý vị cái giải pháp, bởi vì nghe 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 thôi quý vị mà không nên thực hành đến không lỡ 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 lạc. Bởi vì sao? Bởi vì xin thưa quý vị, ở trong chú giải của Thanh Tịnh Đạo nói rất là rõ là nếu mà quý vị á, muốn á, là bản thân mình á, bản thân mình á, biểu lộ được những cái đặc tính á, là mình là một người có niềm tin để tam bảo, thì mình phải ít nhất là mình phải làm cái tâm lý á, tâm lý của mình nha, ngoài việc cái tâm lý của mình nơi nội tâm mình á, mình có cho sư bảy cái điều này, hiểu không? Rồi cộng thêm mình phải hành động nữa, không? Nghĩa là mình nuôi dưỡng cái tâm lý bảy điều này nè, rồi mình phải hành động nữa. Đó là gì? Thứ nhất là sao? Là mình phải có tâm xả ly, bố thí tài Phật.
Đó, cái này rõ ràng quá đúng đúng không? Cái này là ngoài việc là có tâm xả ly nè, và mình phải làm đúng thế này vật đó. Cái thứ hai là mình có cái tâm lý mà mong mỏi gặp được thánh nhân, à có nghĩa là thánh nhân là hướng giải thoát đó. Rồi cái thứ ba là gì? Mong mỏi được nghe Phật pháp. À, cái thứ tư là thường có tâm hoan hỷ với việc thiện. Cái thứ năm là ít khoe khoang về mình. À, cái thứ sáu là gì? Là có sự chân thật, không giả dối. Và cái thứ bảy quan trọng, thì khi mà quý vị làm được sáu cái điều này, là sáu cái điều mình nãy sẽ nói đó, thì cái điều thứ bảy quan trọng nhất là gì? Tịnh tính để đáng tịnh tính. Thì chúng ta đặt hỏi, ủa vậy tịnh tính để đáng tịnh tính là tịnh tính sao? Sao mới là để đáng tịnh tính đó. Tại vì quý vị không, quý vị làm được sáu cái điều điều mà như có cái được cái tâm lý và làm được sáu điều như sẽ nói, mà tịnh tính mà ở nơi mà không đáng tịnh tính đó, thì nó cũng ấy luôn, nó cũng không có giúp cho quý vị có niềm tin mà nhân quả nghiệp báo hay là tam bảo đúng đắn. Thì xin thưa quý vị, ở trong vị pháp có nói là tịnh tính này, đang tịnh tính là như thế nào, là tức là quý vị phải có cho sư được tổng cộng là 7 cái điều sau đây. Đúng không? Có nghĩa là cái niềm tin quý vị nó phát sanh vào cái đối tượng đáng đáng để đặt niềm tin, đó là gì? Đó là thứ nhất là gì? Phật bảo, ân đức Phật bảo, à chín ân đức Phật bảo, sáu ân đức pháp bảo và chín ân đức tăng bảo. Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là ân đức pháp. Ở xin thưa quý vị, có nghĩa là quý vị phải có chín niềm tin vào chín ân đức Phật bảo, sáu ân đức pháp bảo và chín đức tăng bảo. Đây là ba cái mà quý vị phải đặt niềm tin đúng nè. À. Rồi cái thứ tư là cái gì? Thứ tư là quý vị phải có tinh nghiệp, có hai loại, tức là thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, à, hay gọi là ác nghiệp đó. Cái thứ năm là gì? Có nghĩa là thứ năm là phải có tinh tinh quả của nghiệp, rằng đó là thiện nghiệp cho quả an lạc và bất thiện nghiệp đó, thì cho quả đau khổ. À, và cái thứ sáu là gì? Là tinh nghiệp là của riêng ta, là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp sinh ra ta, nghiệp là thân quyến, nghiệp là nơi nương nhờ đó. Tinh là nghiệp của mỗi người có nghiệp riêng đó. Nói chung chung quy, và cuối cùng là gì? Cuối cùng là tinh nơi sự chứng đắc của vị Phật toàn giác đó. Đó là cái tịnh tính mời đá, nơi đáng tịnh tính đó, mình phải đặt đó vào đó, tổng cộng 7 cái điều này đúng nè. Ngoài việc mình sáu làm, mình có cái tâm lý mà mình phải sắn tay vô mình làm sáu cái kia đó. Đó là cái dấu hiệu mà để cho quý vị mà có niềm tin tam bảo và củng cố niềm tin để tam bảo là như vậy. À, quý vị chỉ dùng nhiệm vụ, quý vị muốn 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 được bắt buộc phải nghe nghe kỹ và phải thực hành thôi. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này thì sư muốn nhắn lại mà mạnh một lần nữa là cái lời khuyên của Đức Hạnh Tuệ thì sư hoàn toàn đồng ý, là mình nghe nhưng mà phải bắt buộc phải thực hành. Còn cái năm thực hành mình cứ ngồi đó mình nói là làm sao có niềm tin, con thiếu niềm tin quá, cái niềm tin con yếu này nọ, cái giờ mình không có ít, mình nghe cái tâm xả ly, mình không có bố thí tài vật, mình không có, rồi mình không mong mỏi thánh nhân, rồi không mong mỏi Phật pháp đó, không có tâm hoan hỷ việc thiện, rồi lại là không có cái tâm ít khoe khoang, rồi không có sự chân thật không giả dối, lại không có cái tâm mà tịnh tính đây đấy tịnh tính thì đó là thua rồi đó, nó không giải quyết được gì. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Nhất là bạn có một vị hỏi cái hình Phật ở chỗ cái lá Bồ đề ở đằng sau này, thì xin thưa là đây là quà tặng của Đại Đức Thầy Tường trong chuyến đi Ấn Độ. Cái lá đó là lá Bồ đề ở Bồ đề đạo tràng đó, thì ở trên có hình Phật, thì sư đem về sư để ở tủ với mục đích tôn kính. Tại vì bây giờ để chỗ nào để mình tôn kính bây giờ? Xin thưa giờ thì mình để ở chỗ tủ, với tủ đây là tủ để kinh tạng sách vở, thì có Phật có pháp và đây là ông Tăng, có sẵn tam bảo đây luôn, thì quý vị còn muốn cái gì nữa? Cái sư muốn nói ở đây là sư không có trang trí ha, sư không lấy Phật để trang trí thôi đó. Thì quay trở lại câu hỏi, xin thưa là một vị nói pháp thì không nói pháp nhằm tổn thương người khác, nhưng mà đôi khi người mẹ thì có khi là muốn con nên người thì cũng nên quất nó vài roi.
Tại vì á, cái chứng minh thiện nghiệp cho quý vị á, nó rất là khó. Tại vì bây giờ muốn làm, quý vị muốn làm thiện nghiệp thì nó việc con xin nói luôn cả hai cách đi ha. Một là bây giờ quý vị giữ cho sư một tháng trời bát quan trai giới, liên tục rải tâm từ, hồi hướng phước đến chư thiên, và sau đó quý vị mong cầu một sự kiện gì đó. Đương nhiên sự kiện đó với điều kiện không xuất phát từ tâm tham, không xuất phát từ tâm sân, không xuất phát từ tâm si, với mục đích vì có lợi cho đại chúng, mục đích có lợi cho số đông, quý vị nguyện nha, thì sẽ tin là thành công. Đương nhiên là quý vị giữ giữ tám giới được nè, rồi mình tích cực mình rải tâm từ, hồi hướng phước đến chư thiên, rồi sau đó quý vị nguyện chừng một tháng. Rồi cái thử thứ hai gọi là bà mẹ đó thương con, đôi khi phải đánh cho nó nhớ, đó là nguyện trả nghiệp. Sư luôn luôn giảng là đừng bao giờ nguyện trả nghiệp, tại vì nguyện trả nghiệp, nghiệp nó sẽ trổ. Nhưng nếu như quý vị muốn chứng minh là có nghiệp á, có nghiệp tồn tại á, có ác nghiệp nó tồn tại, quý vị thử nguyện trả nghiệp đi, là lúc đó cái nghiệp nó trổ, coi như là mình xính dính. Hy vọng là quý vị chịu nổi. Nhưng mà khi mà quý vị thấy là đủ rồi đó, con bị đánh là bầm dập rồi, con tin rồi, bây giờ con tin nghiệp rồi, con tin nghiệp rồi, thì quý vị nguyện xả bỏ cái lời nguyện đó nha. Thì bởi vì cái nguyện gì sư không biết, nhưng cái nguyện xả nghiệp là cái nguyện là chắc cú nhất. Ai mà nguyện lỡ miệng mà nguyện rồi á, là coi như vị đó từ đó trở đi là xính dính, tức là những cái nghiệp bất thiện từ đời não rồi nó bắt đầu nó chỗ, coi như là cho tới chừng nào mà mình tởn á, tôi tin rồi, con tin nghiệp rồi, con tin nghiệp, cho con nguyện, con bỏ, hồi xưa con ngu quá, con nguyện trả nghiệp, bây giờ cho con bỏ cái nguyện đó, thì quý vị sẽ tin. Ha, muốn tin thì có hai cách, một là cách thiện, hai là cách nó hơi ngu tí xíu, nhưng mà đánh đòn xong rồi là mình tởn, mình nhớ tới già. Đó, thì đó là sư chỉ cho quý vị. Rồi, qua câu hỏi tiếp theo.